Khỏi đếm. Em đúng là có uy tín ha. Nhấn nút đi. Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt bất dạy của mày. Tao nói tao sẽ làm. Gì đâu mà căng thẳng vậy cô em. Dù gì thì mình cũng từng một thời đầu ấp tay gối mà. Nè, con cọp cái khi bị dồn tới đường cùng thì nó sẽ trở thành con quỷ cái. Bất cứ chuyện gì nó cũng có thể làm được hết, ngay cả giết người. Mày dám chơi axit với tao không? Cái mặt của mày mà dính một chút axit chắc sẽ đẹp lắm đó. Cảm ơn nghe. Đi. Nên chớ tao là quà điên đó. Tính vô đèn cướp hả? Ông là Lê Văn Út đúng không? Đúng rồi. Thì sao chứ? Tôi là người của tập đoàn Điện Máy Thái Lan. Nghe nói ông tung tin đồn chúng tôi dụ ông ngừng bán nhà cho Ismart mà bán cho chúng tôi, đúng không? Đâu có đâu. Tôi đâu có nói vậy đâu. Ai tung tin đồn vậy? Nè, ông đừng có chối cãi quanh co. Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng. Đây là các luật sư của chúng tôi. Ông tung tin đồn nhảm đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty chúng tôi. Vì vậy, nếu như ông không thừa nhận sai trái, chúng tôi sẽ ủy quyền cho luật sư kiện ông ra tòa. Ủa, kiện tụi tôi ra tòa nghĩa là tụi tôi phải ở tù hả? Không chỉ ở tù mà còn phải đền bù, gây tổn hại danh dự cho bên này. Ít nhất cũng 10 tỷ đó. Cái gì? Trời đất, tôi chỉ bỏ túi có 1 tỷ à, mà đền gấp 10 lần là sao chứ?
Vậy thì ông hãy thú nhận đi, có phải ông đã bị ai đó giật dây để tung tin thất thiệt này đúng không? Trời ơi ông ơi, giờ mà ông còn chần chừ nữa, bọn ông muốn xuống gầm cầu ở hay sao? Nói đi. Thôi được rồi, để tôi kể thiệt cho mấy chú nghe. Thật ra là nhà này á, tôi ở lụi từ đó giờ, không có giấy tờ hộ khẩu gì hết á. Tôi được Ismart đền 500 triệu. Lúc đó có cậu Long bên Ismart, chú tôi phao tin bên công ty Thái của mấy cậu á, nâng giá cao hơn để phỏng tay trên của Ismart. Nếu làm vậy á, tôi sẽ có được thêm tiền. Tôi thấy ham quá, cho nên á, dù đã nhận đủ tiền đền bù nhưng mà tôi vẫn ở lì ở đây, rồi đòi á, phải trả thêm 2 tỷ rưỡi nữa. Nếu không á, thì tôi sẽ bán cho công ty Thái. Kết quả rồi sao? Không biết á, ổng bùa phép sao á, mà ổng giao cho tôi với cái nhà kế bên á, mỗi một nhà 1 tỷ, mà bắt tôi á, phải ký nhận là 2 tỷ rưỡi. Sự thật là có vậy thôi à? Mấy chú đừng có thương tụi tôi nghe. Vậy đó. Không biết á, ổng bùa phép sao á, mà ổng giao cho tôi với cái nhà kế bên á, mỗi một nhà 1 tỷ, mà bắt tôi á, phải ký nhận là 2 tỷ rưỡi. Cảm ơn anh, anh làm rất tốt. Cháu Út này tên như sáo, không có nghi ngờ gì tụi tôi hết. Đương nhiên là vậy, nên tôi mới tìm tới anh. Sắp tới có gì cần, anh cứ liên lạc với tôi. À, quên được, tôi muốn anh kiểm tra thông tin của người này. Anh muốn kiểm tra thông tin gì? Xuất thân, gia đình, các mối quan hệ làm ăn, và có quan hệ mờ ám gia hay không. Bà dạ. Thúy hả? Dạ đúng rồi bà ạ. Thúy, bà đưa cháu đi khám từ hồi sáng rồi mà không biết khi nào bà mới về. Vậy thôi để hôm khác em ghé lại, cảm ơn chị nha. Mà em tên gì? Nói đi, chút nữa bà về chị nói cho bà nghe. Cũng không có gì quan trọng hết, em cảm ơn. Vậy thôi dạ. Nha, chị đi nha. Giờ sao thăm vú đi ta? Mình có rất nhiều gì còn chưa hỏi được luôn. Bệnh viện thăm ông ngoại đó. Vậy hả con? Dạ. Tài lái xe hơi quen chưa? Cũng tạm được anh. Công nhận cậu giỏi thiệt ha. Mới ngày nào cậu còn đi nạn, bây giờ chuyển sang xe hơi, cậu giỏi thiệt. Có cần tôi chỉ kinh nghiệm lái xe hơi thêm không? Không cần đâu anh hai, em chạy từ từ cũng sẽ tới nơi mà em cần tới thôi. Vậy hả? Ba đi ba. Đúng là chuột sa hữu nếp sướng thiệt. Ủa chuột sa hữu nếp là gì vậy ba? Thôi tức chú là con đây. Chuột cuối nợ ông cống đó con. Rồi giờ cái nó chui vô hữu nếp, gọi là chuột sa hữu nếp đó con. Con hiểu rồi. Khu giải tỏa sao rồi con? Dạ, con đang tiếp cận với tay chủ nhà để mọi thông tin, chưa có gì cụ thể hết. Con sẽ tìm hiểu tiếp tục. Sáng nay ba có một cuộc đối đầu nảy lửa với tên Định. Ba nói ông Định trong hội đồng quản trị đó hả? Phải. Hắn ta tin thử bản lĩnh của ba, nhưng mà rốt cuộc là ôm đầu máu. Con nên nhớ, trong thương trường không có bạn, chỉ có đồng minh hoặc kẻ thù mà thôi. Dạ.
mà đồng minh cũng không phải cứu tinh. Có quyền lợi thì họ a vua, không thì cũng trở mặt mấy hồi. Bởi vậy tuyệt đối không được tin ai hết, ngoại trừ bản thân của con. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời dạy của ba. Hai con định chừng nào đi Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật? Dạ, ngày mai thưa ba. Vậy con lên nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, con xin phép ba. Dạ đúng. Tôi sẽ xem bộ mặt nạ này của ông, ông sẽ treo tới khi nào mới chịu gỡ xuống đây. Chính vì xem ông là bạn mà ba tôi phải nhận một kết cục tức tưởi đến như vậy. Hãy chờ đó, ông sẽ gặt được quả mà ông đã chịu. Anh, em đi đâu về trễ vậy? Em đi mua ít đồ để đi du lịch nè, với lại ghé qua thăm vú nữa. Em qua gặp vú đi làm gì? Thì lâu rồi em cũng đâu gặp vú đâu. Mà sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Vậy thì càng tốt chứ sao. Mà vú có nói gì với em không? Thật ra là vú đưa tí đi khám bệnh rồi, cho nên là hôm nay em cũng không gặp được vú. Để đi tuần trăng mật về rồi anh sẽ chở em qua thăm vú nha. Nhớ nhà không được quên đâu đó. Ừ, anh biết rồi. À đúng rồi, em cho anh coi cái này. Em mua ít đồ nè, anh coi coi có hợp với em không. Đẹp ha. Đẹp. Qua công ty biết bao nhiêu chuyện để giải quyết. Ngủ đi bà. Ông khoan ngủ đã, tôi có chuyện muốn nói với ông cho rõ ràng hơn. Tôi thấy thời gian gần đây ông không có tôn trọng tôi, nhất là trước mặt con cái. Nè, cái món nợ mà của ông với gia đình tôi, ông nghĩ là đã xóa sổ hết rồi hả? Tôi lấy bà là đã trả xong món nợ của cha mẹ bà rồi. Chưa. Tôi mồ côi cha mẹ là vì ai? Là vì ông. Thì không có cái giá nào mà trả xong cái món nợ giữa ông và tôi. Đó là tai nạn. Đừng để tôi khui ra sự nghi ngờ của tôi bấy lâu nay. Ông nghi ngờ chuyện gì? Nói thẳng đi. Thằng Huy có phải là con ruột của tôi không? Ông điên hả? Ông không tin á, thì ông đi nói đi thử ADN đi. Sao? Dám thử không? Ông không dám làm là sợ người ta sầm xì phải không? Hay là ông sợ mất danh tiếng? Nói đúng ra là ông sợ mất danh tiếng còn hơn là ông tìm ra sự thật, đúng không? Tôi không muốn thử gì. Dù thằng Huy có là con ruột của tôi hay không thì cũng không giải quyết được điều gì hết, mà còn gây tổn thương cho nó trong cái gia đình vốn đã quá nhiều bi kịch này rồi. Giờ tôi mới hiểu, ông cứ lần lửa không muốn làm di chúc để lại tài sản công ty cho thằng Huy, tại vì ông còn nghi ngờ huyết thống của nó, đúng không? Chẳng bao giờ bà nói đúng hết, mà lại còn hay phán xét lung tung nữa. Là vì nó chưa đủ trình độ trong chuyên môn, chưa đủ đạo đức trong nhân cách để xứng đáng hưởng tài sản của tôi. Chỉ có vậy thôi. Vậy thì bây giờ á, cái gia sản ông tính cho hết con Trinh hả? Mà con Trinh hưởng thì chẳng khác thằng Tài hưởng. Ông điên hả? Đem gia tài cúng cho người ngoài. Chuyện đó tôi chưa có quyết, nhưng mà cũng có thể không chừng. Thà là điên một lần còn hơn là tỉnh táo suốt đời. Nè, ông nói tôi đó hả? Ngay cả cái chuyện cha con Hương thập tử nhất sinh, có bao giờ bà mở miệng chia sẻ hay không? Có khi nào bà giác sát vô bệnh viện thăm người ta hay không? Không, là tại vì tôi ghét, cho nên tôi không hề quan tâm. Bởi bản chất của bà là như vậy, thì thử hỏi tôi có dám giao tài sản của mình cho mẹ con bà hay không? Vừa thất đức vừa bất tài. Nè, nè, cha già mắc dịch, thử coi tài sản của ông sẽ thuộc về ai.
dám. Dạ thưa mẹ, con về lấy một số đồ. Chắc vài bữa nữa là bác sĩ cho ba con xuất viện rồi. Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi mà cô cần phải thông báo? Không khi nào mẹ Thôi Hằng học và hững hờ với chị Hư được hả mẹ? Ngay cả trong thời điểm khó khăn này. Trinh, mày là con tao, mày giọng điệu của mày lúc nào cũng bắt bẻ tao như vậy. Ai cho mày được cái quyền đó hả? Chị không chờ mẹ đối xử tốt với chị đâu. Chị không sao đâu. Ủa, em với Tài đi đâu hả? Tụi em đi hưởng tuần trăng mật. Xin lỗi nha, mấy bữa nay xảy ra nhiều chuyện quá chị lại quên mất. Hai người đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Nè, đứa bé này không thể nào là cứu cánh cho tương lai của cô đâu. Dù cho cô có sự đồng lõa của ai đi chăng nữa cũng không được. Cô hiểu chứ? Thiệt là quá đáng mà. Hương à, tình hình bác trai sao rồi? Sức khỏe của ba Hương cũng đỡ rồi. Chắc vài bữa nữa bác sĩ cho xuất viện thôi. Nếu mà có chuyện gì gấp á, nhớ gọi liền cho em nha. Có chuyện gì đâu mà nghiêm trọng, hai người cứ lo đi chơi vui là được rồi ha. Hương à, Hương phải cẩn thận với bà Liên, đừng có tin những lời giả tạo của bà. Con người giả tạo nguy hiểm nhất đó chị. Ừ, chị biết chị phải làm gì mà. Không những là với Liên, còn cả mẹ và anh Quy nữa. Thôi em đi nha. Thôi đi đi, hai người đi chơi vui vẻ nha. Đi đi. Tại đi. Chị về rồi hả chị Hương? Cô vô mà không gõ cửa làm tôi hết hồn à. Em xin lỗi. Tại hồi nãy em thấy chị đi vô phòng, cho nên là em vội chạy theo hỏi thăm chị đó. Bác trai đỡ chưa chị? Cảm ơn cô, ba tôi cũng đỡ rồi. Mấy bữa nay em thấy chị ở trong bệnh viện chắc cũng mệt rồi. Hay là chị để em vô trong bệnh viện thay chị chăm sóc bác trai một bữa nha. Cảm ơn cô nha. Ba tôi hồi đó tới giờ không có quen người lạ chăm sóc. Nhưng mà chị có thai như vậy, chị đi lại không sợ ảnh hưởng tới thai nhi hả? Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Chị uống thuốc dưỡng thai hả? Phải. Ngày bữa nay lu bù quá không có uống đều, không biết có sao nữa. Em thấy hình như cái đó là thuốc sủi bọt hả chị? Phải đó, bác sĩ dặn tôi phải bổ sung thêm canxi. Đúng rồi đó, em thấy là chị nên uống nhiều vô cho khỏe nha. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này ta? Tôi xong rồi, tôi đi đây. Dạ, chị giữ gìn sức khỏe nha chị. Cảm ơn cô. Chơi với mày 100 nữa chắc tôi ngán ngồng hơn.
Theo. Được. Được lắm. Tao sẵn sàng tiếp với mày luôn. Ok thôi. Mở đi. Bạn của tao chín nút. Ba tay. Bữa nay là thời của thằng Hòa Điên này rồi tính trọc à. Theo tôi hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, ta nói cảm giác gom tiền nó đã gì đâu á. Nè, anh tính trọc, thời gian qua anh cho tôi mượn tiền ăn lời cắt cổ của tôi nhiều rồi, bây giờ phải cho tôi gom lại chứ. Mày ngon lắm. À quên, đừng có nói là thằng Hòa Điên này nó chơi không có đẹp. Bo cho anh đó. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh em nha. Đi thôi. Mày tưởng mày ăn số tiền của tao mà mày ra khỏi đây được sao? Mày chỉ dơ vậy tính trọng mày. Xử nó cho tao. Hôm nay anh mời chúng tôi ra đây có chuyện gì không? Mình cứ dùng bữa đi. Còn công việc á, từ từ rồi bằng sao. Có gì đâu phải gấp. Mục đích anh muốn gặp chúng tôi á, có phải vì buổi họp hôm qua không? Anh nghĩ như vậy à? Ngoài chuyện đó ra, giữa chúng ta còn có chuyện gì để kết nối? Đúng, giữa chúng ta chỉ có một sự kết nối duy nhất, đó là lợi nhuận. Ngoài ra những thứ khác như lòng tận tụy, sự công tâm hay thậm chí danh dự chỉ là những cái áo choàng hoa mỹ che giấu mục đích xoay quanh chữ tiền. Ý ông muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Các vị cũng như tôi là nhà đầu tư, vậy cách đơn giản nhất và tốt nhất để bơm tiền vào tài khoản chính là bắt tay cùng tôi để hạ bệ lão già Đỗ Bân. Ông đang dụ dỗ chúng tôi để phản ông Bân hả? Các anh đang phục vụ cho ông Bân à? Nếu không tại sao phải dùng từ phản bội? Ông Bân đang điều hành công ty rất tốt, lợi nhuận vẫn tăng đều, mắc mớ gì mình phải lật đổ ông ấy. Lợi nhuận tăng, cổ phiếu tăng giá, điều đó không sai. Nhưng số tiền cụ thể rót vào túi các vị là bao nhiêu? Chẳng đáng bao nhiêu hết. Trong khi tổng số cổ phần của các vị đây chưa được 20%, còn lại đa số lợi nhuận mà chúng ta đóng góp công sức, tiền bạc để tạo ra nó đều chảy vào túi ông Bân và người nhà của ông hết. Các vị tự nghĩ đi, đó có phải là sự công bằng và chính đáng hay không? Nếu các vị vẫn muốn tiếp tục tình nguyện làm tôi tớ tận trung cho gia đình ông Bân thì xem như không có buổi gặp ngày hôm nay. Còn nếu không, đây là thời điểm thay đổi để mỗi người lấy lại những gì vốn thuộc về mình mà các vị đã lãng quên trong suốt thời gian qua. Vậy rốt cuộc thì ông muốn chúng tôi phải làm gì? Phải tiến hành đấu thầu xây dựng trung tâm ngay trong tuần này. Nếu để trễ hơn thì không tốt. Nhưng dự án này đã được hội đồng quản trị thông qua, ba còn lo sợ chuyện gì nữa? Ba cũng vừa mới nhận được tin báo là Tài Đình đang vận động hành lang để mà chống lại ba. Bằng cách nào thưa tổng giám đốc? Trong khi đó ổng không có bất cứ một phương tiện nào để có thể làm ảnh hưởng địa vị của tổng giám đốc. Khi kẻ xấu muốn ra tay thì ngọn lửa châm điếu thuốc cũng có thể biến thành ngọn lửa đốt nhà. Phải dập tắt âm mưu của chúng bằng những hành động cụ thể. Ba,
Sao ba không tìm cách tống còn ông ra khỏi công ty đi? Ông ta chưa vi phạm đạo đức kỷ luật của công ty thì chưa thể cách chức ông ta. Phải đảm bảo tất cả các thành viên khác trong ban quản trị không bị hắn mua chuộc. Bởi càng nắm nhiều cổ phần thì quyền lực của hắn sẽ càng tăng lên. Lúc đó chuột cắn mèo hoàn toàn có thể xảy ra. Dạ, tôi hiểu. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Dạ. Dạ. Quy, ngồi xuống đó. Dạ. Có chuyện gì vậy ba? Mấy bữa nay sao không thấy con vô bệnh viện? Dạ, ngày nào con cũng vô mà ba. Chỉ có bữa nay hơi bận quá nên chưa vô thôi. Con mà sao lãng bổn phận của con rể thì ba sẽ cách chức ngay cái ghế trưởng phòng của con. Ba, hai chuyện này đâu có liên quan tới nhau. Con đã làm khổ con Hương quá nhiều rồi, thì đây là dịp để con xoa dịu vết thương của nó. Đừng để ba phải bắt buộc con làm những điều đáng ra con phải tự hiểu. Dạ, con biết rồi. Nếu mà chăm sóc cho nó tử tế đó, nên nhớ, nó đang mang bầu giọt máu của con đó. Dạ. Từ từ thôi nha em. Dạ. Thai nhi của em phát triển rất là bình thường. Bây giờ em về em cứ tiếp tục uống thuốc dưỡng thai đi. Tới tháng sau em đến đây để khám lại cho em. Em cảm ơn chị nha. Đang hưởng tuần trăng mật mà. Sao anh không vui chút nào hết vậy? Đâu có, anh vui lắm chứ. Anh không có quen nói dối đâu. Có chuyện gì làm anh lo lắng vậy? Nói em nghe đi. Anh đang băn khoăn. Nếu như không có cái ngày định mệnh anh cứu em, rồi sau đó em vào tiệm sách cũ để tìm hiểu anh, thì liệu bây giờ anh đang lang thang ở đâu với cái chân tàn tật này? Tại sao anh lại trăn trở chuyện đó? Anh đã tin vào duyên nợ và luôn cho đó là số phận. Mà số phận thì không phải được sắp đặt sẵn sao? Có những số phận được sắp đặt sẵn, cũng có những trường hợp do con người tạo ra. Vậy chuyện của mình thuộc loại nào? Em nghĩ thuộc loại nào? Em đang hỏi anh mà. Chắc là cả hai. Tại sao vậy? Em gặp anh để anh có cơ hội thay đổi cuộc đời, đó là ý trời. Nhưng giờ đây, khi đã tận hưởng cuộc sống mới, thì anh phải cố gắng phấn đấu để cho nó tốt hơn, hoặc anh biến nó tệ hơn. Em chưa hiểu ý anh lắm. Đơn giản giống như là anh trúng số. Nếu như anh biết dùng số tiền đó làm những chuyện khôn ngoan, thì anh sẽ càng giàu thêm. Còn nếu chỉ biết ăn chơi phá phách, thì sẽ nhanh chóng cháy túi. Chưa kể nhiều khi còn đi trộm cắp vì đã quen tiêu xài thả cửa. Thật ra mình chỉ cần dừng lại một phút thôi, để tầm mắt của mình ra xa hơn một chút, mình sẽ dễ dàng nhận thấy hạnh phúc rất đơn giản, nhẹ nhàng. Giống như anh và em nè, cùng nhau đọc sách, cùng người bạn đời của mình bơi lội tắm nắng, đi dạo, ăn uống, ăn một món gì đó mà mình thích, không cần cầu kỳ. Đơn giản như vậy mới là cuộc sống. Em yêu anh. Anh có biết không, em cảm nhận được cảm xúc khi mà anh yêu em. Đó là hạnh phúc mà em đang có, mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước. Anh dí em ấy. Nếu như em biết anh đến với em vì mục đích trả thù bai, thì có lẽ anh là kẻ tội đồ em sẽ hận anh suốt kiếp và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng mà anh không thể dừng lại cho sự trả thù của mình. Anh xin lỗi em. Mẹ, để con gọt trái cây cho mẹ ăn nghe. Mẹ biết không, ở nhà con gọt trái cây cho vợ con ăn hoài à. Cảm ơn con. Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại chút nghe mẹ. Tự nhiên dạ, đi con nghe chút vô liền. Alo. Mẹ, con có việc thì cứ đi đi, ở đây có mẹ lo được rồi. Dạ con có việc gì đâu, để con ở đây con phụ mẹ. Dạ để con gọt trái cây. Quy nè. Dạ. Ra ngoài mẹ nói chuyện với con một chút được không? Dạ vậy được mẹ. Dạ có chuyện gì vậy mẹ? Có phải con hay lạnh nhạt hờ hững với con Hương lắm đúng không? Trời đất ơi, mẹ nghe ai đơm đặt xuyên tạc tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng con vậy? Có thiệt không? Con nói thiệt với mẹ đó, nếu mẹ không tin để cô thầy cho mẹ tin nghe. Thôi khỏi, vậy sao con ít về thăm ba mẹ vậy? Thì mẹ cũng thấy đó, con bận rộn họp hành suốt ngày, mới gọi một cái là điện thoại, mới gọi một cái là điện thoại à. Nhưng mẹ yên tâm, con hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên hơn. Mẹ có hai đứa con gái, con Hằng nó bị té hồi nhỏ nên đầu óc nó không được bình thường. Chỉ có con Hương là đứa hiếu thảo hiền lành, nhưng số nó lại không may mắn. Nó phải sống trong cô nhi viện gần 10 năm, ba mẹ mới tìm được đón về. Dạ con biết chuyện đó mà, con thương gia đình mình lắm. Chị chịu thiệt thòi như vậy cho nên con Hương nó đáng được sống hạnh phúc. Con là chồng, mẹ mong là con hiểu, yêu thương và bù đắp cho nó giúp mẹ. Con hiểu không? Mẹ cứ yên tâm, con hiểu mà. Hương quan trọng với con lắm, không ai thay thế được Hương hết. Mẹ mong là như vậy. Dạ, mẹ cứ yên tâm nha mẹ, con yêu thương Hương lắm. Ủa, Hương. Mẹ. Em. Anh tới đây khi nào vậy? Anh tới lâu rồi. Em đi đâu mới về vậy? Ừ, em đi khám thai định kỳ. Hả? Khám thai hả? Trời ơi, em không nói anh biết để anh chở em đi. Em biết anh không có thời giờ mà. Bận cách mấy anh cũng bỏ hết để chở em đi chứ. Em với con là ưu tiên hàng đầu của anh. Khám thai sao rồi con? Dạ cũng bình thường hết mẹ. Ừ, vậy là tốt rồi. Thôi hai đứa ở đây nghe, mẹ chạy ra căng tin mua ít đồ. Dạ. Dạ mẹ đi cẩn thận nha mẹ. Dạ, giờ ngồi xuống đây ha.
về anh. Anh chuẩn bị lúc nào vậy? Bí mật. Thiệt quà là... cưới của anh tặng em đó. Chồng của em cũng tâm lý ha. Em biết không, trong văn hóa phương Đông, hình ảnh nó bầu câu sát cánh bên nhau là biểu tượng của tình yêu say đắm, kháng khích, thủy chung. Bởi lẽ chim bồ câu lúc nào cũng có đôi có cặp, và đặc biệt là mỗi con đực chỉ gắn bó duy nhất một con cái thôi. Chồng em hay quá à, giống như là một kho từ điển vậy đó. Nè nha, mai mốt á, mà em coi viết báo bí á, là anh phải giúp em đó. Cảm ơn anh. Dì Năm. Ủa, còn gì ăn không dì Năm? Thưa dì Năm, con mới về. Ừ, nè, ăn gì không dì Năm nấu cho con ăn nha. Dạ thôi, dì Năm đừng nấu gì hết mất công. Con thấy mệt quá à, con đi lên lầu con nghỉ sớm nha. Ừ. Con. Dạ. Vợ con có bầu bì á, dì Năm thấy nó mệt lắm á, con chịu khó chăm sóc nó nha. Dạ, con biết rồi. Ừ.
Dạ. Vậy con ăn mì gói nấu bò không? Dì Năm vô nấu cho con ăn. Dạ thôi khỏi đi dì Năm. Dì Năm dọn dẹp rồi đi nghỉ sớm đi. Ừ. Có bao giờ mà anh yêu thương em không? Hay đối với anh tất cả mọi chuyện chỉ là đối phó qua loa cho xong? Đối với những cặp vợ chồng khác thì là chuyện hiển nhiên, nhưng đối với em thì nó rất xa vời. Vô phòng anh chi vậy? Vô phòng anh kiếm anh chứ làm chi. Chị tìm nghe tiếng xe anh về nên vô phòng kiếm anh thôi. Kim chi? Kim chi? Bà Hương, bà đang trong bệnh viện phải không? Bà đang ở trong phòng chứ đâu. Bộ vô không thấy hả? Ờ, em có thấy bà đâu. Nguyên ngày nay anh xào quân trong bệnh viện, mệt muốn chết luôn. Em vô phòng anh để báo cho anh một chuyện, nhưng mà thôi, mai em nói cũng được. Chuyện gì thì nói đi, úp úp mở mở mệt quá. Chuyện này quan trọng lắm đó. Anh nghe rồi chắc chắn anh sẽ nhảy cà tưng luôn cho mà coi. Cô làm như tôi là con lân gì nhảy cà tưng. À quên nữa. Ừ? Tiền bạc tôi đưa cho cô gửi cho bà dì chuột cái nhà vậy đó. Sao rồi? Dạ rồi. Với lại dì Dược cảm ơn anh nhiều lắm. Muốn bữa nào lên chơi. Không à. Lên chơi cho chết cả đám hả? Vậy thôi. Vậy hẹn dịp khác. Cái gì? Thôi. Lên làm gì? Gặp xin tiền nữa sao? Hả? Vô à. Con gái tôi bị đầu độc. Nếu uống đúng lộ trình này á thì thai phụ sẽ an toàn. Tuy nhiên vì đưa vào cơ thể cùng lúc nên nó đã biến thành độc dược. Hôm nay mẹ ở đó nguyên ngày lo cho vợ đi. Dạ thưa bác, bác cho con đi theo được không bác? Thấy cô, con dâu tôi nó càng đau lòng hơn. Xin mời bệnh nhân Tiểu Liên. Dạ. Con Liên khùng, nó là cây ATM của tao. Tôi mới bám sát nó, theo dõi nhất cử nhất động của nó. Phi vụ này thành công, tao sẽ cho tụi bay 100 chai, ok? Mình đi về Sài Gòn liền bây giờ đi. Nhưng mà... Thấy mình ở đây đi chơi như vậy, có lẽ không ổn trong tình hình này. Hương hiện tại đang cần có nhiều người ở bên cạnh. Anh nói đúng. Vậy thôi mình về hả? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không giữ được thai nhi. Bác sĩ nói cái gì? Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân uống nhầm thuốc nên bị sảy thai. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn thì cần kết quả xét nghiệm máu. Thường mấy cái que này ít khi nào sai lắm. Nhưng mà để cho chắc chắn thì ngày mai con sẽ đi xét nghiệm. Mẹ nghĩ là con mới bị hư thai thì làm sao mà có lại liền. Bác sĩ đã từng nói chuyện hư thai đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện bầu bì đâu mẹ. Mẹ nhớ không? Mẹ cứ tưởng là cũng phải vài tháng mới có lại được chứ. Chị Hương nó có đi làm một thời gian, biết đâu có kẻ ganh ghét hãm hại cũng nên. Nhưng mà nó nói với tôi là đã nghỉ việc cả tuần nay rồi. Như vậy anh có tính là phải nhờ tới công an điều tra không? Có chứ. Anh sẽ chung thủy với em chứ. Anh sẽ cố gắng hết sức đi đến cùng với em.
Có nghĩa là miễn cưỡng hả? Anh vẫn còn nhớ tới cô gái đó hả? Cô gái đó.